Chương 1490, Mưu Tính 2, Mưu Tính 2, Thanh Ly nói, ta tính tu luyện võ công. Không phải võ công của yêu tộc mà chủ tu võ công nhân tộc. Thế nên ta cần một phần ghi chép tu luyện võ đạo của võ giả nhân tộc các ngươi. Mặc dù ngươi chỉ là dương thần cảnh nhưng thôi thì cũng được. Tô Tín nhíu mày một cái, nói, sao bỗng dưng ngươi lại muốn tu luyện công pháp nhân tộc? Bí pháp yêu tộc các ngươi hẳn phải mạnh hơn mới đúng, sao lại bỏ gốc lấy ngọn thế kia? Thanh Ly dừng một chút, lúc này mới nói, bí pháp của hồ ly chín đuôi Thanh Khâu cũng là chia nguyên thần làm chính. Nếu như tám đạo nguyên thần kia đã trốn hay là bị trấn áp thì thôi. Chỉ cần tìm về được thì thực lực của ta vẫn có thể khôi phục đỉnh phong. Hơn nữa, còn tái tạo yêu thân, tiếp tục tu luyện. Nhưng chẳng may có một đạo nguyên thần gặp chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù không chết nhưng có thể bị tẩy sức mạnh hay là trấn áp trong tuyệt địa thì nguyên thần của ta sẽ không hoàn chỉnh nữa. Đừng nói đến chuyện tái sinh yêu thân mà e là cả đời này ta cũng chỉ có thể cố thủ ở cảnh giới bây giờ. Sức chiến đấu còn chưa đến tận thứ dương thần cảnh. Cho nên, để đề phòng chẳng may, ta tính tu luyện công pháp của nhân tộc các ngươi. Phụ thân nói đúng, có lúc yêu tộc cũng cần học tập nhân tộc. Yêu tộc muốn tu luyện đến trạng thái tột cùng cần mất vạn năm. Mà nhân tộc chỉ cần trăm năm thậm chí mấy thập niên là đã có thể có thành tựu. Bây giờ ta chủ tu công pháp của nhân tộc cũng không tốn thời gian bao lâu. Nếu như trong tương lai nguyên thần của ta thật sự xảy ra vấn đề thì ta cũng còn có thể đi con đường khác. Mà những nguyên thần khác không xảy ra chuyện gì thì ta sẽ bỏ cái xác này ngay, rồi tái tạo lại yêu thân là ổn. Tô Tín gật một cái, ngay lập tức đồng ý, dù sao thì cái này cũng không phải là cái gì quan trọng. Ghi chép tu luyện của Tô Tín đối với những võ giả cấp thấp mà nói là chí bảo. Nhưng đối với võ giả cung cấp thì cũng chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi. Đúng rồi, ngươi tính động thủ với những dị tộc Tây Bắc kia à? Ta có thể giúp ngươi cùng lúc tham khảo một chút. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi đâu. Ta cũng không có lý do tiết lộ bí mật của ngươi. Thanh Ly nói. Nàng thân là Yên tộc, Tô Tín đã biết tất cả bí mật của nàng, có thể nói nếu lộ ra thì người gặp xui xẻo cũng là nàng. Tô Tín không có thành kiến gì với yêu tộc nhưng Phật Tông thì sao? Đạo môn nữa. Hai thế lực này từ thời thượng cổ đã đi theo nhân hoàng kịch chiến với yêu tộc. Giờ nếu như họ nghe tin yêu tộc lại xuất thế thì e rằng sẽ dốc toàn bộ sức lực. Dù đánh không chết Thanh Ly cũng phải phong cấm nàng hoàn toàn. Cho nên lúc này nếu Thanh Ly thực sự thông minh thì nàng sẽ không bất hòa với Tô Tín. Thế, Tô Tín nói thẳng, ta không sợ ngươi để lộ tin của ta. Mà ngươi dùng tư duy yêu tộc để xem xét đấu tranh giữa nhân tộc, cái này xem ra hơi không ổn. Thanh Ly ra vẻ đương nhiên, nói, mặc dù bây giờ ta không hiểu, nhưng đừng quên hồ tộc Thanh Khâu am hiểu gì nhất. Bàn về cơ biến trí mưu, yêu tộc chẳng có mấy ai có thể thắng được hồ tộc Thanh Khâu ta. Nhân tộc các ngươi cũng vậy thôi. Mặc dù Tô Tín không hiểu yêu tộc nhưng hồ tộc Thanh Khâu trong truyền thuyết quả thực giỏi mưu trí chứ không thạo giao phong chính diện. Cho nên, Tô Tín liền gật đầu một cái, cho nàng đi cùng đến phòng nghị sự. Lúc này, trong phòng nghị sự, Lý Phôi, Hoàng Bỉnh Thành đều đang ở đây. Thấy Thanh Ly theo sau lưng Tô Tín, hai người cũng chỉ hơi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Hai người bọn họ đều biết giới hạn, dĩ nhiên sẽ không lắm mồm lắm miệng mà hỏi. Tô Tín gõ bàn một cái, nói, bên phía các bộ tộc Tây Bắc đánh thế nào rồi? Hoàng Bỉnh Thành nói, còn chưa bắt đầu đánh. Đám người Mộ Dung Thị cũng rất lanh lợi. Lúc Mộ Dung Long Thư vừa nuốt chân Long Nội đang vào, bọn họ bắt đầu tập trung lực lượng lại, toàn lực phòng thủ. Còn đám người thuộc những bộ tộc Tây Bắc khác phản ứng có hơi chậm. Đợi gần một tháng thấy Đại Tuyết Sơn không ra tay bọn họ mới cùng nhau lên Đại Tuyết Sơn mời Đạm Đài Diệt Minh ra mặt. Kết quả hình như bị ăn trái đắng, bị Đạm Đài Diệt Minh đuổi xuống Đại Tuyết Sơn. Vậy nên bọn họ mới quyết định liên hiệp lại với nhau cùng xuất thủ đối phó Mộ Dung Thị. Hiện tại còn đang chuẩn bị tập trung thực lực, vẫn chưa chính thức ra tay. Hành động này của đám bộ tộc Tây Bắc kia Tô Tín cảm thấy rất bình thường. Dẫu sao bọn họ người đông, hơn nữa còn không có tâm phúc, thế nên loạn như cào cào. Không giống như Mộ Dung Thị chỉ có mình bọn họ. Những người đi theo Mộ Dung Thị cũng không dám có ý kiến phản đối gì. Dĩ nhiên trong này cũng không thiếu công của Tô Tín. Trong các bộ tộc Tây Bắc này bên có uy vọng cũng chẳng được mấy người. Mộ Dung Tông Chính là một. Chung Ly Vị cũng là một. Chung Ly Vị đã bị hắn giết chết. Chung Ly Viêm vì vấn đề tính cách nên căn bản không cách nào chống đỡ được đại cuộc. Chuyện này cũng đưa đến tình thế Chung Ly Thị vốn có thể đứng ngang bằng Mộ Dung Thị, này cũng bắt đầu suy sụp, danh tiếng cũng không còn lớn như trước. Chương 1491, Thác Bạc Dư tuyệt vọng. Thác Bạc Dư tuyệt vọng trong ánh mắt của Hoàng Bỉnh Thành lộ ra mấy phần âm hiểm, nói, không thì chúng ta lén đổ ít dầu vào lửa, để bọn họ nhanh đánh. Chuyện đổ dầu vào lửa trong bóng tối này Hoàng Bỉnh Thành làm giúp Tô Tín không chỉ một lần, thủ đoạn rất thuần thục. Lúc này, bỗng dưng Thanh Ly mở miệng nói, nếu như ta là ngươi thì ta sẽ không làm như vậy. Nghe nói, các bộ tộc Tây Bắc trước kia rất đoàn kết. Trước mắt bọn họ là vì lợi ích mà mới khai chiến. Bỗng dưng các ngươi lại nhúng tay khích bác quan hệ giữa hai bên thì tương đương với chuyện giúp dời sự chú ý từ bên Mộ Dung Thị đi. Đoán chừng Mộ Dung Thị còn trộm cười nữa. Hoàng Bỉnh Thành phản bác, chúng ta đã có kinh nghiệm làm chuyện này rồi. Tuyệt đối sẽ không bị người khác phát hiện. Thanh Ly cười nhạt, nói, thế gian này không có chuyện tuyệt đối. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chẳng may ý đồ của các ngươi bị phát hiện thì kế hoạch của đại nhân nhà các ngươi sẽ uổng phí rồi. Hoàng Bỉnh Thành phục tùng Tô Tín. Lại nói có khi nào lão đại nhà hắn tính toán với người khác mà thất bại đâu. Người nữ nhân đột nhiên nhảy ra này, thực lực của nàng chắc là mạnh hơn hắn. Có điều, những phương diện khác. Hoàng Bỉnh Thành thật không phục. Lý Phôi đứng bên cạnh, bỗng nhiên nói, Thanh Ly cô nương nói không sai. Bây giờ xuất thủ đúng là có chút nguy hiểm. Thủ hạ của chúng ta cũng không phải là truy phong tuần bộ kinh nghiệm đầy mình ở Lục Phiến Môn trước kia nữa. Bây giờ, ám vệ mặc dù có gốc là Lục Phiến Môn nhưng vẫn chưa đủ chín chắn. Tùy tiện ra tay đúng là có hơi không ổn. Nghe được Lý Phôi nói vậy, nhất thời Hoàng Bỉnh Thành nổi đoá lên. Lý Phôi này rốt cuộc theo phe ai đây? Lý Phôi nhàn nhạt nói, ta chỉ bàn chuyện thôi. Lúc này, Tô Tín ho khan một tiếng, nói, được rồi, Thanh Ly và Lý Phôi nói đúng. Bây giờ ra tay gây xích mích trong quan hệ của hai bên đúng là dễ xảy ra chuyện. Có điều chúng ta cũng không thể ngồi nhìn. Lúc cần động thủ thì vẫn phải ra tay. Tô Tín nói một câu, tất cả mọi người ở đây nhất thời yên tĩnh lại, muốn nghe thử xem Tô Tín nói thế nào. Phân tích mới nãy của Thanh Ly cũng không sai. Mặc dù nàng không hiểu nhân tộc cho lắm nhưng hộ tộc Thanh Khâu của nàng thích nhất là động não chứ không động thủ. Vậy nên như này cũng là bình thường. Tô Tín trầm giọng nói, bây giờ chúng ta không thể trực tiếp gây xích mích giữa bọn họ nhưng với tình hình của bọn họ bây giờ thì đoán chừng cũng nghĩ cách động thủ xong hết rồi. Thế nên chúng ta cũng không cần vội. Khoảng thời gian này ta phải giải quyết ân oán của mình trước. Cũng tiện đánh ra được uy thế của chúng ta ở Tây Bắc Đạo. Tập trung lực lượng, chuẩn bị động thủ với Thác Bạc Thị. Hoàng Bỉnh Thành nhất thời có hơi chút sửng sốt. Khi nãy Tô Tín không cho bọn họ ra tay với Mộ Dung Thị trong bóng tối, vậy mà giờ lại động thủ ngoài sáng với Thác Bạc Thị. Đây là ý gì? Thanh Ly bên cạnh rất nhanh phản ứng lại, nhẹ giọng nói, tính chất của hai việc này không giống nhau. Âm thầm gây xích mích là bụng dạ khó lường. Dù sao các ngươi cũng là người ngoài. Thân là người ngoài. Khi bọn họ còn chưa động thủ mà đã khích họ ra tay thì chuyện này nghĩ thế nào cũng không đúng. Mà Quang Minh Chính Đại xuất thủ với Thác Bạc Thị thì lại là báo thù riêng. Lúc hai bên đang gương cung bạc nỏ, những bộ tộc Tây Bắc khác sẽ không vì thù oán cá nhân của Thác Bạc Thị và Tô Tín mà thay đổi kế hoạch của mình. Thậm chí, bọn họ còn có thể uy hiếp Thác Bạc Thị cúi đầu với các ngươi. Như vậy mới có thể tránh các ngươi xen vào cuộc đấu giữa hai phe trong bọn họ. Tô Tín nhìn lòng người rất chuẩn xác. Thanh Ly cũng không thua kém. Nàng giải thích xong, Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành cũng đều rõ ràng. Ngay lập tức rời đi chuẩn bị triệu tập nhân thủ. Đến sau khi hai người họ rời đi, lúc này Thanh Ly mới biểu môi một cái, nói, sao nào? Ta nói rồi mà. Cái gọi là quy củ của nhân tộc các ngươi mặc dù ta không hiểu nhưng hộ tộc Thanh Khâu chúng ta nói thế nào cũng là nhờ vào cái đầu mà kiếm cơm. Chí ít cũng sẽ không kéo chân ngươi. Tô Tín nhàn nhạt liếc nàng một cái, nói, nếu như ngươi bây giờ có thể gài cho Thiếu Lâm Tự diệt môn giúp ta thì ta không nói hai lời, ngay lập tức đi tìm nguyên thần còn lại cho ngươi. Thanh Ly nhất thời cứng họng. Trong khoảng thời gian Tô Tín bế quan, nàng cũng tìm hiểu một chút các thế lực rải rác trên giang hồ hiện giờ. Địa vị của Thiếu Lâm Tự trên giang hồ là thế nào, dĩ nhiên nàng biết. Muốn gài cho Thiếu Lâm Tự diệt môn, chuyện này dù có là phụ thân của nàng, Hồ Vương Thanh Khâu đời trước sống lại cũng chưa chắc đã làm được. Thế nên Thanh Ly chỉ đành hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi cho ta sức mạnh đầy đủ thì còn được. Chỉ nhờ vào sức ngươi bây giờ mà muốn làm Thiếu Lâm Tự diệt vong thì căn bản là nói vớ vẩn. Mà dù cho có muốn tứ lạng bạc thiên cân thì cũng phải cho ta tư lạng mới được. Chút sức mạnh này của ngươi chẳng được trò trống gì. Tô Tín không tranh cãi với nàng, bởi Thanh Ly nói đúng. Muốn tứ lạng bạc thiên cân thì ít nhất cũng phải có sức mạnh mới được, nếu không thì sẽ biến thành bọ ngựa đấu xe, không tự lượng sức. Chương 1492, Thác Bạc Dư tuyệt vọng, 2, Thác Bạc Dư tuyệt vọng, 2, có điều, lời kia của Tô Tín cũng không phải là đang nói đùa với Thanh Ly. Giữa hắn và Thiếu Lâm Tự phải có một cái kết. Những năm này, có bao nhiêu võ giả Thiếu Lâm Tự chết trong tay Tô Tín rồi? Tô Tín và Thiếu Lâm Tự kết hận dày thế nào? Chỉ có điều với thân phận của Tô Tín bây giờ và tình cảnh của Thiếu Lâm Tự bọn họ sẽ không động thủ. Có điều, một khi tìm được cơ hội, Tô Tín tin chắc Thiếu Lâm Tự không ngại trấn áp Tô Tín như tà ma để trừ hại cho dân. Sau khi Tô Tín tập trung toàn bộ thủ hạ liền thẳng hướng đến Thác Bạc Thị. Lúc này, các bộ tộc lớn ở Tây Bắc đều đang gọi các đệ tử của nhà mình quay trở lại bộ tộc để chuẩn bị xuất thủ với Mộ Dung Thị. Dù sao thì địa vực Tây Bắc rộng lớn. Phạm vi thế lực của các bộ tộc này cũng xen kẽ như răng lược, có vài người thậm chí còn cách vị trí bộ tộc của mình rất xa. Dĩ nhiên, Thác Bạc Thị không có phiền não này. Bởi vì phạm vi bộ tộc bọn họ vốn không lớn, chỉ có chu vi mười mấy dặm từ chỗ xung quanh bộ tộc mà thôi. Hơn nữa, lần này chuẩn bị đánh với Mộ Dung Thị, Thác Bạc Thị bọn họ cũng không phải chủ lực. Thậm chí, lại còn rớt lại ở phía sau. Thực lực Thác Bạc Thị vốn không mạnh. Hơn nữa, lần này Thác Bạc Dư liên hiệp với Mộ Dung Tông Chính và Chung Ly Vị đuổi giết Tô Tín. Kết quả Thác Bạc Dư lại là người đầu tiên bị Tô Tín đả thương nghiêm trọng. Mặc dù Thác Bạc Dư chưa chết nhưng hắn cũng đã già, hiện tại còn bị Tô Tín làm cho trọng thương, thực lực của Thác Bạc Dư còn được mấy phần nữa chứ. Coi như lần này, đông đảo các bộ tộc Tây Bắc thương lượng đối sách ứng phó với Mộ Dung Thị, Thác Bạc Dư cũng không ra mặt, chỉ phái tộc trưởng Thác Bạc Thương Ý ra mặt mà thôi. Mặc dù Thác Bạc Thương Ý là tộc trưởng Thác Bạc Thị nhưng nếu đặt hắn trong đám cường giả dương thần cảnh thì hắn chẳng có tiếng nói gì. Thế nên, Thác Bạc Thương Ý bị thẳng thừng xếp vào trong hàng ngũ bộ tộc nhị lưu. Trên căn bản không đề lên ý kiến gì, chỉ theo những tộc trưởng bộ tộc nhị lưu khác hùa theo lời người khác mà thôi. Sau chuyện này, Thác Bạc Dư cũng biết, Thác Bạc Thị bọn họ phân nửa là xong rồi. Không có võ giả dương thần cảnh như hắn thì còn dễ nói. Nhưng không có người nối nghiệp lại khiến Thác Bạc Dư sốt ruột. Thác Bạc Dư sắc mặt trắng bệch, gọi Thác Bạc Thương Ý đến, ta cảm giác mình sắp không xong rồi. Thác Bạc Thị sau này liền giao cho ngươi. Thác Bạc Thương Ý thoát cái biến sắc, nói, lão tổ. Ta đã phái người đến Dược Vương Cốc xin thuốc rồi. Thương thế của ngươi hoàn toàn có thể khỏi hẳn mà. Sự tồn tại của Thác Bạc Dư với Thác Bạc Thị lúc này mà nói là cực kỳ quan trọng. Nếu Thác Bạc Dư chết, Thác Bạc Thị bọn họ có thể sẽ chẳng còn quyền phát biểu nào ở Tây Bắc mất. Thác Bạc Dư sắc mặt mệt mỏi nói, không cần phí sức. Thân thể ta, tự ta biết. Nếu là khi ta còn ở thời kỳ đỉnh phong, những vết thương này có khả năng còn khỏi hẳn. Nhưng bây giờ thọ nguyên của ta cũng cao, lại bị Tô Tín đã thương nguyên khí. Dù có là cốc chủ Dược Vương Cốc cũng không cứu được ta. Lần này, trận đánh với Mộ Dung Thị, ta đã chuẩn bị bỏ cái mạng già này rồi. Những bộ tộc còn lại, nhìn vào công lao của ra cũng sẽ che chở cho Thác Bạc Thị một thời gian. Khoảng thời gian này, Thác Bạc Thị có thể cuộc khởi hay không thì phải xem tài của ngươi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng vọng đến một tràng tiếng náo động. Mấy tên đệ tử Thác Bạc Thị xông tới, lớn tiếng nói, tộc trưởng, trưởng lão, Tô Tín kia dẫn theo đại quân đã bao vây Thác Bạc Thị chúng ta rồi. Thác Bạc Dư và Thác Bạc Thương Ý đồng thời cả kinh trong lòng. Bọn họ kiểu gì cũng không ngờ Tô Tín sẽ ra tay ngay lúc này. Lúc này là lúc nào rồi chứ? Mộ Dung Long Thư sắp tấn thăng chân vũ. Những bộ tộc Tây Bắc còn lại bắt tay phản đối. Có thể nói Tây Bắc Đạo hiện tại là một vòng xoáy có thể xoáy nát tất cả. Thời điểm này, coi như là mấy thế lực cường đại tại Trung Nguyên cũng không dám nhúng tay vào. Thế mà Tô Tín vẫn dám đến gây chuyện. Hắn điên rồi à? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc Tô Tín nghĩ cái gì, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể đến đâu hay đến đó mà thôi. Trước tiên phái người đến Hạ Lan Thị, Hô Diên Thị đưa thư, mời họ đến tương trợ. Thác Bạc Dư dặn dò. Thác Bạc Dư làm như vậy cũng là để đề phòng không may. Với sức mạnh của Thác Bạc thì bọn họ bây giờ thì đúng thực không ngăn được Tô Tín. Hạ Lan Thị và Hô Diên Thị là hai bộ tộc có quan hệ tốt nhất với Thác Bạc Thị. Hơn nữa, thực lực của hai bộ tộc này cũng không yếu, đều có một võ giả dương thần cảnh đang lúc tráng niên. Đối mặt với người ngoại như Tô Tín, Thác Bạc Dư mở miệng nhờ giúp đỡ, hai tộc kia chắc chắn sẽ phái người đến. Bên ngoài cửa chính, có hơn 100 tên ám vệ Tây cầm đồ long nổ nhắm ngay cửa Thác Bạc Thị. Mấy ngàn võ giả quân Tây Bắc còn lại cùng cầm nỏ, cầm đao kiếm, bao vây Thác Bạc Thị lại. Chỉ cần Tô Tín ra lệnh, một loạt nỏ bắn này cũng khiến Thác Bạc Thị chết ít nhất 1/3 đệ tử cấp thấp. Chương 1493, diệt tộc. Thác Bạc Thương Ý và Thác Bạc Dư đẩy cửa ra. Đám đệ tử Thác Bạc Thị khi nãy vẫn còn đang run sợ giữa rừng gươm đao, lúc này giống như thấy hy vọng, mau chóng rút binh khí ra, căm tức nhìn đám người Tô Tín. Thác Bạc Dư quát lên, Tô Tín, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật sự không để ý đến toàn đại cuộc, muốn đổi mạng với ta hay sao? Bây giờ tình hình ở Tây Bắc Đạo thế nào ngươi hẳn phải biết mới đúng. Thác Bạc Thị ta không muốn chiến nhưng cũng không sợ chiến đâu. Tô Tín, nếu hôm nay ngươi rút lui thì ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, chuyện của Thác Bạc Phong ta cũng xóa bỏ với ngươi. Từ nay, mọi người nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu ngươi không biết điều thì sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải hối hận. Tô Tín lắc đầu, nói, lấy đại cuộc làm trọng. Đại cuộc của Tây Bắc Đạo các người dựa vào đâu bắt ta để ý. Huống chi, nếu ta thật sự có chần chừ thì hôm nay cũng đã không đến đây. Thác Bạc Dư, trong đất phong ấn yêu vương, ngươi bắt tay cùng Mộ Dung Tông Chính, Chung Ly Vị muốn giết ta, chuyện này kiểu gì cũng phải có kết cục. Chung Ly Vị đã chết, ngươi sao còn không chết đi? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội tự kết liễu thì ta sẽ cho Thác Bạc Thị của ngươi một con đường sống. Nếu không, ta sẽ chôn cả Thác Bạc Thị cùng với ngươi. Cuồng vọng! Thác Bạc Dư quát giận một tiếng. Có điều, hắn cũng kiềm chế không động thủ, tính nói rõ lời và hại trong vấn đề này với Tô Tín, để Tô Tín thu tay về. Nhưng Tô Tín lại thất vọng lắc đầu, xem ra ngươi chưa từ bỏ ý định. Nếu như vậy thì ta sẽ giết ngươi, sau đó giết Thác Bạc Thị của ngươi. Ta nói rồi, chuyện này nhất định phải có một cái kết. Nói dứt lời, thân hình của Tô Tín đã xuất hiện trước mặt Thác Bạc Dư, khí thế quanh thân ngút trời, khuấy động lôi phong. Một quyền đánh ra giống như trời nghiêng. Dưới một quyền này, Tô Tín hệt như đã biến thành thần, khiến Thác Bạc Thị thấy mà kinh hãi, khiến Thác Bạc Dư sợ hãi, khiến cho dương thần cảnh như Thác Bạc Dư cũng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Dương thần cảnh. Hắn đột phá đến dương thần cảnh rồi. Tô Tín thu mình, bấy giờ Thác Bạc Dư vẫn cho rằng Tô Tín là dung thần cảnh. Nhưng lúc thấy uy thế khi Tô Tín xuất thủ, bất ngờ, Tô Tín đã tấn thăng đến dương thần cảnh. Lúc trước Tô Tín còn là dung thần cảnh, Thác Bạc Dư đã đánh không lại hắn. Bây giờ Tô Tín tấn thăng dương thần, Thác Bạc Dư cản hắn kiểu gì đây? Vào lúc này, trong lòng Thác Bạc Dư dâng lên nỗi tuyệt vọng. Trước kia, Thác Bạc Dư còn có thể dựa vào thực lực dương thần cảnh của hắn mà tới đánh một trận cùng Tô Tín. Nhưng lúc này, Tô Tín tấn thăng lên đến dương thần cảnh rồi, hắn lấy cái gì để đánh với Tô Tín một trận đây? Đệ tử trong tộc đã đi tìm người của Hạ Lan Thị và Hô Diên Thị tới. Hắn chỉ cần kéo dài một lát là được. Hôm nay coi như hắn đã nhìn ra, đây là kiếp số của hắn. Thác Bạc Dư cũng đã chết trong tâm rồi. Có điều, hắn nhất định phải giữ được người của Thác Bạc Thị. Tính cách của Tô Tín thế nào trước kia Thác Bạc Dư có thể không biết. Bởi Tây Bắc Đạo bọn họ từ trước tới giờ không có thói quen đi nghiên cứu võ giả ngoại giới. Tuy nhiên, Từ sau lần liên thủ với Mộ Dung Tông Chính và Chung Ly Vị ở đất phong ấn yêu vương đuổi giết Tô Tín mà không thành, Thác Bạc Dư liền cố ý cho người đi mua tài liệu cặn kẽ của Tô Tín về. Vừa mới xem qua một cái, Thác Bạc Dư liền hối hận quyết định ban đầu của mình. Tích cách con người Tô Tín âm ngoan cay độc. Hơn nữa có thù tất báo. Quan trọng nhất chính là Tô Tín làm người không biết cố kỵ là gì. Đường đi nước bước của hắn so với ma đạo còn ma đạo hơn. Quy tắc thừa hành của võ lâm chính đạo là cái gì? Làm người thì nên biết nhường một đường, ngày sau còn gặp lại. Tông môn trên giang hồ có thù với nhau cũng không ít. Nhưng chẳng có bao tông môn diệt môn đối phương cả. Cho dù hai bên đã kết tử thù thì cũng không dễ để mà diệt môn đối phương. Dẫu sao, chuyện như chuyện diệt môn này quá tàn nhẫn. Tông môn chính đạo không làm được. Huống chi coi như là làm được thì cũng sẽ có những thế lực khác đứng ra khuyên can. Cho nên, trong võ lâm Trung Nguyên mặc dù phân tranh vô số nhưng chuyện diệt môn lại hiếm như lá mùa thu. Trừ phi hai bên chém giết mù quáng đến mức không chết không thôi. Nếu không chắc chắn sẽ không tùy tiện có chuyện diệt môn. Có điều, Tô Tín lại không giống vậy. Người này ỷ vào thân phận triều đình. Hành động không chút cố kỵ. Ở Giang Nam Đạo, hắn mượn thời cơ Tiêu gia bị phong cấm mà tàn sát diệt vô số tông môn, dấy lên một màn mưa tanh gió máu ở Giang Nam Đạo. Dù là ở Bắc Nguyên Đạo thịnh kinh thành thì hắn cũng chẳng hề cố kỵ. Có mấy thế lực bị hắn diệt gọn. Thậm chí ngay cả Thanh Thành Kiếm Phái, một trong ngũ trì kiếm phái cũng bị hủy dưới tay hắn. Con người Tô Tín này còn cái gì không dám làm nữa. Cho nên, Thác Bạc Dư hối hận. Ban đầu nếu như hắn có thể nhịn được cơn tức giận, không đi đối phó với Tô Tín thì có lẽ Thác Bạc thì bọn họ còn có một đường sống. Chính bản thân Thác Bạc Dư hắn cũng sẽ che chở cho Thác Bạc thì được một thời gian. Chương 1494, Diệt tộc 2, Diệt tộc 2, có điều, thế gian này không có thuốc hối hận. Làm là làm. Chút hối hận này chẳng qua chỉ dâng lên một chút trong lòng Thác Bạc Dư mà thôi. Ngay sau đó đã biến thành bi tráng tử chí. Lúc một quyền kinh thiên này của Tô Tín ập đến, Thác Bạc Dư nổi giận gầm một tiếng, huyết khí quanh thân tràn ngập. Hắn ngay lập tức thiêu đốt tinh huyết, cả người bao phủ trong một luồng khí thế cường đại. Điều này khiến cho Thác Bạc Dư thấy hắn như đang quay trở về thời kỳ đỉnh phong. Một quyền đánh ra, trong lòng Thác Bạc Dư không vui chẳng mừng. Quyền này không có uy năng. Chân ngã đạo điển của Thác Bạc thì bọn họ rất nghiêm ngặt với tu hành tự thân. Từ lúc tuổi già, tu vi tâm cảnh của Thác Bạc Dư cũng hạ xuống theo. Đã lâu rồi hắn không sử dụng sức mạnh tột cùng của chân ngã đạo điển nữa. Dưới áp lực của Tô Tín, cộng với việc thiêu đốt tinh huyết đánh một kích, Thác Bạc Dư một lần nữa đánh ra một quyền tột cùng của mình. Có điều, một quyền này chỉ là tột cùng của Thác Bạc Dư mà thôi, cũng không qua được Tô Tín bây giờ. Hai quả đấm đụng nhau, hư không vô biên bị xé, sức mạnh này khuấy động phong vân. Thậm chí ở bên cạnh hai người còn xuất hiện một luồng phong bạo khổng lồ bao phủ. Đất đai chấn động, từng đường nước hiện lên. Hệt như địa chấn. Uy năng này chỉ kéo dài được một lúc, mọi người không thấy rõ cảnh tượng bên trong, bọn họ chỉ thấy trong luồng phong bạo đó hiện lên màu máu. Tiếp theo, cơ thể Thác Bạc Dư liền bị đánh bay ra ngoài. Cánh tay phải bị đánh nát, kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Hệt như mò từ trong ao máu ra ngoài vậy, trông cực kỳ thê thảm. Người của Thác Bạc Thị không dám tin. Tô Tín chỉ dùng có một chiêu mà đã đánh phế đại trưởng lão dương thần cảnh của Thác Bạc Thị bọn họ. Phong bạo tan đi, lúc Thác Bạc Dư rơi xuống đất, thân hình Tô Tín cũng thoát cái xuất hiện phía trên Thác Bạc Dư. Đạp lên một cước, trong nháy mắt làm vỡ tim Thác Bạc Dư. Thác Bạc Dư muốn kéo dài chút thời gian cho Thác Bạc Thị. Tiếc rằng, hắn không đỡ được dù chỉ là một chiêu của Tô Tín. Trưởng lão. Vành mắt của một đám võ giả Thác Bạc Thị sắp nứt đến nơi. Thác Bạc Thương Ý và mấy tên võ giả dung thần cảnh của Thác Bạc Thị tất cả đều trống giận xông lên, muốn liều mạng cùng Tô Tín. Bọn họ đã bỏ qua ý định chạy trốn. Trước người có thực lực như Tô Tín đây, nào ai dám chạy? Nào ai có thể thoát? Tô Tín mặt không đổi sắc, chẳng qua chỉ nhìn đám Thác Bạc Thương Ý một cái. Nhíu mày. Nhất thời kiếm khí vô biên hiện lên, trong nháy mắt bọc lấy đám người Thác Bạc Thương Ý trong đó, kiếm khí xoắn giết giáng xuống. Chưa đến 10 nhịp thở, đám người Thác Bạc Thương Ý đã chẳng còn hình bóng. Ở hiện trường chỉ còn lại một đống máu thịt. Cảnh tượng kinh khủng như vậy không chỉ khiến cho đám người Thác Bạc Thị sững sờ mà ngay cả thủ hạ của Tô Tín cũng hơi sững sốt. Bọn họ không ngờ sau khi đại nhân nhà mình tấn thăng dương thần cảnh thực lực lại kinh khủng như vậy. Thanh Ly nhìn về phía Tô Tín, ánh mắt cũng có vẻ kinh dị. Nàng nhớ phụ thân từng nói, điểm mạnh của nhân tộc so với yêu tộc chính là ở chỗ nhân tộc có khả năng vô hạn. Mạnh yếu của yêu tộc trên căn bản là tiên thiên, lúc vừa sinh ra đã cố định. Yêu tộc nào bình sinh hạ vị thì có tu luyện thế nào cũng không đổi thành yêu tộc trung vị được. Giống như hồ tộc Thanh Khâu bọn họ vậy. Hồ tộc Thanh Khâu bọn họ mặc dù là yêu tộc thượng vị, trong tộc cũng có thể xuất hiện yêu vương chân vũ cảnh. Nhưng nếu đối chiến chính diện thì thực lực cũng rất yếu. Cho nên chỉ có thể nhờ một đời hồ vương Thanh Khâu mưu tính mới có được chỗ ngồi trong yêu tộc. Nhân tộc thì khác. Bất kể thiên phú thế nào, sư môn làm sao, dù chỉ là một tán tu phế vật, nói không chừng cũng sẽ được quật khởi vì có cơ duyên. Thế gian đại tranh, long xà biến ảo. Có vài người mặc dù là rắn đất nhưng cũng chẳng biết khi nào thoát biến thành rồng. Thanh Ly nhìn Tô Tín, trong lòng thầm nhủ nếu đánh giá theo tiêu chuẩn của phụ thân nàng, thực lực và tiềm lực của Tô Tín bây giờ đã là cự mãn sắp hóa rồng rồi. Tô Tín vung tay lên, nhàn nhạt phun ra một chữ, giết. Trong nháy mắt, tiếng cung nỏ như tiếng sét, sau mỗi một lượt bắn là một loạt võ giả ám vệ liều chết xung phong đi lên. Đám võ giả Tây Bắc quân phụ trợ ở bên ngoài. Bàn về thực lực, đám võ giả quân Tây Bắc có hơi yếu một chút. Người của mấy bộ tộc như Thác Bạc thì mặc dù số lượng ít nhưng tinh anh thì không. Trong đó, võ giả tiên thiên cảnh và hóa thần cảnh cũng không phải là ít. Thế nên, để cho ám vệ xuất thủ vẫn an toàn hơn. Chuyện diệt môn còn lại cũng không cần Tô Tín tự mình ra tay. Đám Lý Phôi sẽ xử lý gọn gàng. Thanh Ly đi đến bên cạnh Tô Tín, khó hiểu hỏi, Thác Bạc thì mất đi một võ giả dương thần cảnh đã chẳng uy hiếp được ngươi nữa rồi, sao còn phải diệt môn họ? Mặc dù khí huyết sát trên người ngươi nặng nhưng ta có thể cảm giác được ngươi cũng không phải người thích giết chóc. Nếu lời này của Thanh Ly bị người ngoài nghe được thì chắc chắn sẽ phỉ nhổ nàng. Tô Tín mà không phải hạng người thích giết chóc. Người hắn giết còn nhiều hơn cửu ngục tà ma. Chương 1495, nhổ cỏ tận gốc nhưng trên thực tế, lời này của Thanh Ly nói đúng thực không sai. Tô Tín cũng không phải hạng ma đạo biến thái thích lấy việc giết người làm thú vui. Huống chi, giết những võ giả có thực lực yếu hơn hắn thì cũng chẳng có khoái cảm gì mà nói. Tô Tín trầm giọng nói, đại phái có uy danh, có nội tình của đại phái. Ở Võ Lâm Trung Nguyên, bất kể là Thiếu Lâm Tự hay Tạo Hóa Đạo Môn cũng thế, uy danh của bọn họ đều là dùng thời gian và chiến tích để góp lại. Nhưng tiếc thay, ta không có những thứ này. Cho nên cứ như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn để lập ra uy danh của mình. Hay hung danh gì cũng được. Ta giết nhiều người ở Giang Nam Đạo như vậy, nên cho dù là sau khi ta đi rồi, triều đình cũng gỡ phong cấm với Tiêu gia, nhưng mấy thế lực võ lâm ở Giang Nam Đạo cũng không dám bất kính với thủ hạ của ta. Trước mắt, ta không có uy danh ở Tây Bắc Đạo. Những Tây Bắc dị tộc này thậm chí còn công khai liên thủ giết ta, cho nên ta muốn cho đối phương xem một chút. Giết ta thì được thôi. Có điều, không giết được thì sẽ phải trả giá đắt. Mục đích không phải là giết người. Nhưng thông qua việc giết người, có lúc ngươi sẽ rất nhanh đạt được mục đích mình muốn. Thanh Ly lắc đầu. Nói, suy nghĩ của nhân tộc các ngươi có lúc rất phức tạp. Vào thời thượng cổ các ngươi có thể đánh bại yêu tộc chúng ta. Nhưng tương tự, bây giờ không có yêu tộc uy hiếp, các ngươi đấu đá nội bộ cũng sẽ ác hơn. Tô Tín không nói gì, bởi Thanh Ly nói đúng. Nội đấu dường như đã thành truyền thống của nhân tộc rồi. Giống như tổ tiên của những bộ tộc Tây Bắc này. Tổ tiên của bọn họ trước kia cũng là những tiểu quốc từ thời thượng cổ. Lúc yêu tộc còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhân hoàng cũng đã bắt đầu động thủ với bọn họ. Truyền thống nội đấu này đã lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay rồi. Với sức mạnh của thủ hạ Tô Tín bây giờ, người của Thác Bạc thì căn bản không ngăn được. Thế nên, chưa tới nửa khắc, toàn bộ Thác Bạc Thị đã bị tàn sát không còn một móng. Lúc này, có hai luồng khí tức cường đại ầm ầm hạ xuống. Hai tên võ giả dương thần cảnh trông thấy cảnh Thác Bạc Thị máu chảy thành sông, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ chính là hai tên võ giả dương thần cảnh của Hạ Lan Thị và Hô Diên Thị. Vừa nghe tin, họ không hề trì hoãn, lập tức đến đây ngay. Có điều không ngờ cho dù là vậy thì cũng đã đến trễ. Nhìn trên mặt đất xác chất thành đống, hai tên võ giả dương thần cảnh của Hạ Lan Thị và Hô Diên Thị choáng váng một hồi. Đã bao lâu rồi Tây Bắc Đạo bọn họ không xảy ra chuyện diệt môn? Phải nói, từ thời thượng cổ Tây Bắc Đạo bọn họ ký kết minh ước cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện này. Những năm gần đây, có vài bộ tộc trong Tây Bắc vì nguyên nhân riêng mà từ từ biến mất. Tuy nhiên, không hề có tác động từ bên ngoài mà khiến cho bị diệt vong. Bọn họ vốn cho rằng đại chiến với Mộ Dung Thị lần này sẽ khiến cho rất nhiều bộ tộc diệt vong. Thậm chí, ngay cả những bộ tộc lớn cũng không cách nào tránh được. Nhưng ai nào ngờ, bọn họ còn chưa khai chiến với Mộ Dung Thị, Tô Tín đã ra tay, dùng thế lôi đình diệt Thác Bạc Thị. Tô Tín, ngươi có ý gì đây? Thác Bạc Thị lớn như vậy ngươi nói diệt là diệt? Ngươi có coi mấy bộ tộc Tây Bắc chúng ta ra gì không? Hai tên võ giả dương thần cảnh của Hô Diên Thị và Hạ Lan Thị đồng loạt quát lên. Tô Tín nhàn nhạt nói, có ý gì? Ngược lại thì uy danh mấy bộ tộc Tây Bắc các ngươi lớn thật đấy. Các ngươi có thể liên thủ đuổi giết ta thì ta không thể trả thù à? Con người đều phải trả giá đắt cho hành động của mình, không đúng hay sao? Nếu ban đầu Thác Bạc Thị này quyết định làm như vậy thì hắn nhất định sẽ phải trả giá đắt cho việc này. Hai tên võ giả dương thần cảnh của Hô Diên Thị và Hạ Lan Thị nhất thời cứng họng. Nói về mặt đạo lý, chuyện này đúng là Thác Bạc Dư làm có hơi thiếu cân nhắc. Muốn giết Tô Tín thì được, nhưng tay chân của Thác Bạc Dư không thể lanh lẹ hơn được sao? Kết quả không giết được người mà còn bị người giết. Trước giờ trên giang hồ đều giải quyết ân oán như vậy. Ngươi giết ta thì ta giết ngươi. Hai bên không chết không thôi. Chỉ cần một người ngã xuống trước thì không thành vấn đề. Tên võ giả dương thần cảnh của Hạ Lan Thị hừ lạnh một tiếng, nói, người có thù với ngươi là Thác Bạc Dư. Ngươi giết hắn thì được nhưng không thể đổ vấy lên người nhà. Trước mắt ngươi lại xuất thủ giết toàn bộ Thác Bạc Thị. Tô Tín, ngươi có còn nhân tính hay không? Tô Tín liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, đổ vấy lên người nhà. Mấy câu ngu dốt thế này cũng tin được. Ta và Thác Bạc Thị không chết không thôi. Giữ lại mấy tộc nhân khác làm gì? Để chúng tu luyện thành công rồi ngày sau đến tìm ta báo thù. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua câu nhổ cỏ tận gốc hay sao? Hai tên võ giả dương thần cảnh của Hạ Lan Thị và Hô Diên Thị bị Tô Tín sỉ nhục đến tức giận nói không thành lời. Các bộ tộc Tây Bắc bọn họ mặc dù ít khi trao đổi với võ giả Trung Nguyên. Có điều, bọn họ thân là dương thần cảnh, kiểu gì cũng coi như là có chút kiến thức. Cũng từng gặp không ít người. Nhưng bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp người vô sĩ như Tô Tín. Chương 1496, nhổ cỏ tận gốc, 2, nhổ cỏ tận gốc, 2, tông môn chính đạo bất kể làm gì thì ít nhất cũng còn biết che giấu một chút, không làm quá mức. Nhưng Tô Tín này thì hay rồi, làm việc quyết tuyệt vô cùng. Tô Tín cũng không muốn nói nhảm nhiều với họ. Lúc không có thực lực thì nói hưu nói vượng với đám người này một phen thì còn có thể. Nhưng bây giờ, Tô Tín đã tấn thăng dương thần. Ám vệ trong tay hắn cũng bắt đầu có thực lực lớn mạnh. Lúc này còn nói nhảm với họ làm gì? Động thủ ngay lập tức. Cho nên, dứt lời, Tô Tín lạnh giọng nói, ta diệt Thác Bạc thì đúng không sai. Có điều, các ngươi cũng không cần lôi toàn bộ các bộ tộc Tây Bắc tới mà ép ta. Các ngươi ra mặt giúp Thác Bạc Thị. Được thôi, lấy thực lực ra, còn không thì bớt ở đây ăn nói ẩu tả. Không chờ cho hai tên võ giả dương thần cảnh của Hạ Lan Thị và Hô Diên Thị tức giận mắng mỏ, Tô Tín đã động thủ. Huyết sắc kiếm mang ý phá thiên địa, ẩn chứa vô biên. Kiếm quan điểm, sắc mặt của hai tên võ giả dương thần cảnh Hạ Lan Thị và Hô Diên Thị bỗng nhiên biến đổi. Họ cảm giác như thể mình đang bị ác quỷ theo dõi. Tim đập dồn từ đáy lòng. Một chuôi loan đao hiện lên trong tay tên võ giả dương thần cảnh của Hạ Lan. Đao này có độ cong kinh người, hệt như một vầng trăng tròn. Hắn chém ra một đao, nhất thời lôi phong rống giận, phá thiên địa. Tuy nhiên, lúc này Tô Tín cũng không dừng tay. Hắn phất một tay lên, Vạn thiên kiếm khí ùng ùng kéo đến gầm thét, xoắn chặt lấy tên dương thần cảnh của Hô Diên Thị nọ vào bên trong. Bây giờ, Tô Tín lấy một chọi hai, hơn nữa còn đối mặt với hai vị võ giả dương thần cảnh còn đang tráng niên. Dĩ nhiên, Tô Tín hắn chưa đạt đến trình độ giết gọn đối phương trong nháy mắt. Chỉ có điều, tuy không thể giết gọn trong nháy mắt nhưng thực lực của Tô Tín cũng đủ kinh người. Phương pháp huyết kiếm của hắn đã đạt đến đỉnh phong, sớm đã thoát khỏi phạm vi huyết hà thần kiếm. Một kiếm này dung hợp mấy môn kiếm đọa cực đoan nhất trong võ đạo của Tô Tín. Tập trung tru tuyệt phá diệt làm một thể. Một kiếm chém ra, thiên địa diệt. Dưới kiếm kỹ cường đại này, tên võ giả Hạ Lan Thị kia khổ sở ngăn cản. Không phải đao pháp thắng không nổi kiếm pháp mà là hắn không thắng được Tô Tín. Mà tên võ giả dương thần cảnh Hô Diên Thị kia cũng vậy. Mặc dù bọn họ đã tấn thăng thành dương thần sớm hơn Tô Tín đến mấy thập niên thậm chí là mấy trăm năm, nhưng lúc đối mặt với Tô Tín cũng không có nửa phần cơ hội thắng cuộc. Tên võ giả Hô Diên Thị kia giỏi cận chiến. Khó khăn lắm mới tiếp cận đến trước Tô Tín, muốn đánh chết người ở cự ly gần. Kết quả là bị phiên thiên tam thập lục lộ kỳ của Tô Tín dạy cho cách làm người một phen, bị đánh cho đến mất trí chuyển hướng. Chỉ hơn 10 chiêu ngắn ngủi, hai người đã hoàn toàn bị áp chế, căn bản không phải là đối thủ của Tô Tín. Lúc này, hai người kinh hãi đến tột đỉnh trong lòng. Bọn họ biết lai lịch của Tô Tín. Hắn mới đột phá lên dương thần cảnh được bao lâu? E là chẳng được mấy ngày. Mới vừa bước vào dương thần cảnh, Tô Tín đã có thực lực thế này. Vậy đến khi hắn tu luyện thêm một thời gian nữa, thực lực của hắn sẽ đến mức nào đây? Hai người không dám nghĩ tới, huống chi bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ lung tung. Hai người bọn họ âm thầm truyền âm thương lượng một câu, lập tức xoay người chạy. Tô Tín cũng không đuổi theo bọn họ. Nếu như Tô Tín dùng toàn lực xuất thủ, hắn chắc chắn có thể giữ hai người bọn họ lại đây. Có điều, như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Tô Tín đến đây là để báo thù riêng. Diệt Thác Bạc Thị thì rất bình thường, nhưng nếu như Tô Tín đánh chết hai người này thì lại biến thành hắn muốn khiêu chiến với toàn bộ các bộ tộc Tây Bắc rồi. Đến lúc đó, sự chú ý của những bộ tộc Tây Bắc kia sẽ rất dễ dàng chuyển sang phía hắn. Thế thì mất nhiều hơn được. Hoàng Bỉnh Thành đi đến bên cạnh Tô Tín, nói, lão đại, người của Thác Bạc Thị đã giải quyết hết rồi. Tiếp theo làm thế nào đây? Tô Tín nhàn nhạt nói, trước tiên dọn dẹp một chút. Tất cả đồ ở Thác Bạc Thị chia làm 7 phần, còn lại tịch thu. Mục tiêu tiếp theo, Chung Ly Thị. Hoàng Bỉnh Thành có hơi chút kinh ngạc. Chung Ly Thị không giống Thác Bạc Thị. Chung Ly Thị là bộ tộc vẫn còn hai tên võ giả dương thần cảnh, hơn nữa, địa vị của họ trong các bộ tộc Tây Bắc cũng rất cao. Nếu như Tô Tín muốn diệt họ giống như diệt Thác Bạc Thị thì cũng không phải là dễ. Chỉ có điều, cho dù như vậy, Hoàng Bỉnh Thành cũng không hỏi nhiều. Thực lực của lão đại nhà hắn kinh khủng, đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Diệt Chung Ly Thị cũng chỉ là hơi khó thôi chứ không phải là không thể nào. Lúc này, những bộ tộc phản đối Mộ Dung Thị còn đang tụ tập trung lại một chỗ. Ai nấy đều đang bắt đầu tập hợp lực lượng, chuẩn bị động thủ với Mộ Dung Thị. Người chủ sự của các bộ tộc lớn cũng đang ở trong phòng nghị sự. Tuy nhiên, chẳng ai nói câu nào. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Bọn họ biết, dù có xuất thủ với Mộ Dung Thị thì cũng không phải đơn giản như vậy. Không riêng việc Mộ Dung Thị có thực lực cực mạnh, mà những bộ tộc đầu quân cho Mộ Dung Thị cũng có thực lực không tệ. Bọn họ tự chung lại với nhau ít nhất cũng chiếm 3 phần sức mạnh ở toàn bộ Tây Bắc Đạo. Chương 1497, nhổ cỏ tận gốc, 3, nhổ cỏ tận gốc, 3, mặc dù chỉ cần Mộ Dung Long Thư không tấn thăng thành chân vũ, bọn họ chắc chắn sẽ tiêu diệt được toàn bộ Mộ Dung Thị, nhưng tổn thất đến thế nào, bọn họ cũng không biết. Thậm chí, vài bộ tộc nhỏ cũng sẽ bị tiêu diệt thẳng thừng. Song, ngay lúc này, hai tên võ giả dương thần cảnh của Hạ Lan Thị và Hô Diên Thị nổi giận đùng đùng bước vào. Hơn nữa, trên người còn mang dáng vẻ chật vật. Bách Lý Thị, Bách Lý Trường Không đứng lên, cười ha hả nói, Hạ Lan huynh, Hô Diên huynh, hai người bị sao thế? Sao chật vật như vậy? Trong những người ở đây, vốn uy thế của Chung Ly Vị là lớn nhất, nên cũng là Chung Ly Thị dẫn đầu tổ chức chuyện này. Nhưng tiếc là bây giờ Chung Ly Vị đã bị Tô Tín giết chết. Chung Ly Viêm tính cách không hợp nắm đại cuộc trong tay. Còn vị dương thần cảnh Chung Ly Hành của Chung Ly Thị kia thì lại có hơi bình thường. Thế nên, trước mắt, những bộ tộc Tây Bắc này quyết định không làm người lãnh đạo gì nữa. Mọi người tập trung lại nghị sự là được. Bách Lý Trường Không này chính là đại trưởng lão của Bách Lý Thị. Tướng mạo trung niên, vẻ ngoài không tệ, danh tiếng trong các bộ tộc Tây Bắc cũng tốt. Thiện chí giúp người, không đắc tội với ai. Hai tên dương thần cảnh Hạ Lan Thị và Hô Diên Thị đưa mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hừ lạnh, nói, Tô Tín kia lấn hiếp người quá đáng. Lời này vừa dứt, ai nấy ở đây đều hơi sửng sốt. Lại có gì liên quan đến Tô Tín? Hơn nữa, vừa nghe thấy tên của Tô Tín, Chung Ly Viêm và Chung Ly Hành hai người đứng bật dậy. Có thể nói, Chung Ly Thị bọn họ và Tô Tín bây giờ là không đội trời chung. Tộc trưởng của Chung Ly Thị vốn là đại trưởng lão Chung Ly Vị. Bàn về thực lực và năng lực, Chung Ly Vị là người mạnh nhất trong Chung Ly Thị bọn họ. Không ngờ lần này lại chết trong tay Tô Tín. Người của Chung Ly Thị không phục, bọn họ cũng không cam lòng. Có điều, không cam lòng cũng vô ích. Bọn họ thật đúng là không thể động thủ với Tô Tín lúc này. Trước mắt có Mộ Dung Thị, Chung Ly Thị cho dù có hận Tô Tín tới nhường nào cũng phải nhìn xuống trước. Giải quyết Mộ Dung Thị xong rồi mới tính. Cùng so với Tô Tín, Mộ Dung Thị mới là đối thủ khó dây dưa. Tây Bắc Đạo trước kia Mộ Dung Thị vì có Mộ Dung Long Thư cho nên thực lực là mạnh nhất. Có điều không ai nói ra bên ngoài mà thôi. Mà Chung Ly Thị bọn họ cũng có ba tên võ giả dương thần cảnh như Mộ Dung Thị. Hai trong số đó đều đang làm giáo tập tại Đại Tuyết Sơn. Như vậy, Chung Ly Thị mượn uy thế Đại Tuyết Sơn có thể có địa vị ngang với Mộ Dung Thị. Hai bên cũng không ít lần va chạm. Thậm chí kết thù kết oán rất nhiều. Trước mắt không giải quyết Mộ Dung Thị, chờ đợi Chung Ly Thị chính là hoặc thần phục, hoặc diệt tộc. Mà nhìn lại Tô Tín, dù thế nào thì hắn cũng chỉ có chút xíu sức mạnh như vậy. Đối với Chung Ly Thị bọn họ mà nói thì chẳng qua là phiền phức mà thôi, không có tính uy hiếp. Chỉ có điều, nghe nói Tô Tín kia cũng vì trọng thương mà bế quan rồi. Bây giờ hắn lại gây chuyện gì nữa? Tên võ giả dương thần cảnh của Hạ Lan Thị kia lạnh lùng nói, thương thế của Tô Tín đã khỏe rồi. Hơn nữa, hắn không chỉ hết bệnh, thậm chí còn tấn thăng lên dương thần cảnh. Một chiêu chém chết Thác Bạc Dư, diệt toàn bộ Thác Bạc Thị rồi. Hai người chúng ta nghe tin chạy tới đã muộn. Người đã chết hết. Chuyện tới nước này chúng ta cũng không sợ mất thể diện. Thực lực của Tô Tín quả thật cường hãn kinh người. Không hổ cho thanh danh của hắn. Với thực lực của hai người chúng ta giao thủ cùng hắn, hơn 10 chiêu đã bị hắn áp chế. Nếu đánh tiếp, thì e là hai người chúng ta đã bỏ mạng ở đó rồi. Vừa dứt lời, ai nấy ở đây sắc mặt biến đổi, đứng dậy hết cả. Toàn tộc bị diệt. Hơn nữa còn là do người ngoài làm. Suốt mấy ngàn năm ở Tây Bắc Đạo bọn họ chưa từng xảy ra chuyện này. Tô Tín muốn làm gì? Muốn đối địch với toàn thể Tây Bắc Đạo hay sao? Mỗi một bộ tộc Tây Bắc đều rất tức giận. Lần này thực sự Tô Tín làm quá đáng. Dầu gì Thác Bạc Thị cũng là một trong những bộ tộc đứng hàng đầu Tây Bắc Đạo bọn họ. Thế mà nói diệt là diệt. Hành động này căn bản là đang gây hấn với toàn bộ Tây Bắc Đạo. Chung Ly Hành của Chung Ly Thị thẳng tay đánh nát cái bàn trước mặt, hừ lạnh nói, Tô Tín cái con người này đúng thật là vô pháp vô thiên. Hắn cho rằng Tây Bắc Đạo này là Trung Nguyên hay sao? Có thể mặc cho hắn tự tung tự tác. Mọi người cùng nhau xông lên, tiêu diệt Tô Tín này. Bằng không, chuyện quá đáng hơn hắn cũng có thể làm được. Lúc đầu, mọi người ai nấy cũng tức giận hệt như Chung Ly Hành. Xong, chốc lát sau bọn họ kịp phản ứng lại thì ho khan một tiếng, lại ngồi xuống. Bách Lý Trường Không nói, Chung Ly huynh trước bình tĩnh đã. Tô Tín diệt Thác Bạc Thị là vì ân oán cá nhân. Dẫu sao ban đầu cũng là Thác Bạc Dư liên hiệp giết hắn. Mặc dù diệt Thác Bạc Thị có hơi quá đáng, tuy nhiên món nợ này chúng ta ngày sau hãy tính. Trước mắt còn chuyện quan trọng hơn. Chung Ly Hành cau mày nói, xảy ra chuyện lớn như vậy mà chúng ta cũng nhìn. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn tên Tô Tín kia ngông cuồng thôi sao? Chương 1498, hùng hổ dọa người mọi người ở đây đều lắc đầu một cái. Chung Ly Hành so ra thua kém Chung Ly Vị quá nhiều. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra được điểm mấu chốt trong đây hay sao? Bách Lý Trường Không giải thích, trước mắt, vấn đề lớn nhất của chúng ta là Mộ Dung Thị. Chưa diệt Mộ Dung Thị mà chúng ta đã xoay người đi đối phó với Tô Tín thì chỉ lãng phí thời gian thôi. Huống chi chuyện lần này cũng là Thác Bạc Dư tự làm tự chịu. Ban đầu nếu hắn muốn đuổi giết Tô Tín thì hắn nên chuẩn bị tinh thần bị trả thù. Ta đề nghị tạm thời bỏ qua chuyện này. Bây giờ sức mạnh của Tô Tín nhiều lắm cũng chỉ gây được một trận phong ba nho nhỏ ở Tây Bắc mà thôi. Không cần để ý, còn chúng ta nếu như vì chuyện này mà trì hoãn việc đối phó với Mộ Dung Thị, đến khi Mộ Dung Long Thư tấn thăng chân vũ thì kết quả chúng ta có thể tưởng tượng được là gì? Ai nấy đều gật đầu một cái. Điều bọn họ băn khoăn chính là ở đây. Cho nên, sau khi tỉnh táo lại, bọn họ vẫn quyết định tạm thời không quan tâm đến chuyện này. Mặc dù cả tộc Thác Bạc thì bị diệt, nhưng nhân bất vị kỷ trời tru đất diệt, chính bản thân bọn họ còn có chuyện chưa xong, nào ai còn tâm tư đi báo thù giúp Thác Bạc Thị. Kể cả Hạ Lan Thị và Hô Diên Thị trước đó bị Tô Tín áp chế đến tức giận không thôi cũng chẳng lên tiếng. Hiển nhiên, bọn họ biết đạo lý trong này. Có điều, Chung Ly Hành vẫn hơi không cam lòng, chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn Tô Tín đó phách lối hay sao? Bách Lý Trường Không liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, Chung Ly huynh, thù oán của ngươi và Tô Tín chúng ta biết. Có điều ngươi nghĩ một chút xem, quan hệ giữa các ngươi và Mộ Dung Thị là thế nào? Nói khó nghe, nếu tương lai Mộ Dung Long lại thật sự thành chân vũ cảnh lục địa thần tiên, chúng ta không địch lại phải đầu hàng chịu thua, chủ động phụ thuộc vào Mộ Dung Thị. Nhưng Chung Ly thì các ngươi ngay đến tư cách nhận thua cũng không có. Trên mặt Chung Ly Hành lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn chỉ không đủ nhạy bén chứ không ngu. Bách Lý Trường Không cũng nói thẳng như vậy, dĩ nhiên hắn sẽ không có thắc mắc gì nữa. Mọi người ở đây cũng chuẩn bị dừng ở đây, bỗng nhiên mấy tên đệ tử Bách Lý Thị đi tới, ghé tai nói mấy câu với Bách Lý Trường Không. Nhất thời, sắc mặt hắn biến đổi. Ngươi nói gì? Mọi người thấy Bách Lý Trường Không thất thố như vậy, không kìm được cả kinh trong lòng, liền vội vàng hỏi, Bách Lý huynh, chẳng lẽ Mộ Dung Long Thư tấn thăng chân vũ thật rồi? Chân long nội đang bị hắn luyện hóa nhanh vậy sao? Bách Lý Trường Không đè nén sự khiếp sợ trong lòng. Nói, không phải Mộ Dung Long Thư mà là Tô Tín. Sau khi diệt Thác Bạc Thị, hắn đang dẫn người đến Chung Ly Thị. Mọi người ở đây hơi sửng sốt, trong lòng thầm nhủ Tô Tín quả là gan to bằng trời. Không. Lá gan của hắn hẳn lớn đến vô biên rồi. Vừa mới diệt Thác Bạc Thị xong đã dám động thủ ngay với Chung Ly Thị. Hắn thật sự cho rằng Tây Bắc Đạo này không ai có thể trị hắn được hay sao? Chuyện bấy giờ như vậy, bọn họ cũng không thể nào bỏ mặc. Huống chi người của Chung Ly Thị cũng đều ở đây. Nếu như bọn họ mặc kệ không để ý đến thì sẽ khiến người Chung Ly Thị thất vọng. Cho dù Chung Ly Thị chỉ cách cái chết có 1 giờ đi chăng nữa thì họ cũng là nhóm mạnh nhất trong số những người ở đây. Thế nên, không thể đắc tội với Chung Ly Thị được. Vì vậy, mọi người chuẩn bị động thủ ngay, đến Chung Ly Thị cản Tô Tín lại. Chờ sau khi Tô Tín đến Chung Ly Thị, hắn đã thấy đám người Bách Lý Trường Không chờ sẵn, khí thế hung hăng. Chung Ly Viêm bước ra, lạnh lùng nói, Tô Tín, ngươi giết đại trưởng lão Chung Ly Thị chúng ta, oán thù này còn chưa tính với ngươi, bây giờ ngươi lại dám chủ động đến khiêu khích Chung Ly Thị ta, ngươi thật sự muốn chết à? Bách Lý Trường Không cũng đứng ra nói, Tô đại nhân, trước đó ngươi diệt Thác Bạc Thị thì thôi. Bây giờ lại còn muốn động thủ với Chung Ly Thị. Hành vi như vậy ngươi không cảm thấy mình có chút quá đáng hay sao? Bách Lý Trường Không vẫn rất cảnh giác với Tô Tín. Bách Lý Thị bọn họ làm việc trước sau như một, cẩn thận kín kẽ. Bọn họ không muốn đắc tội với người của triều đình, thế nên hắn vẫn gọi Tô Tín một tiếng đại nhân. Chỉ có điều, mặc dù hắn không muốn đắc tội với triều đình nhưng cũng không thể mặc cho Tô Tín làm bậy. Nếu không, Tây Bắc này há chẳng phải là loạn rồi. Tô Tín lạnh nhạt nói, Bách Lý trưởng lão, ta có quá đáng hay không cũng không tới lượt chư vị nói. Thác Bạc Thị và Chung Ly Thị muốn giết ta, chẳng lẽ ta bây giờ cũng không thể trả thù hay sao? Thì ra mạng Tô Tín ta không đáng giá đến vậy. Chỉ có thể chờ bọn họ đến giết ta. Bách Lý Trường Không nhất thời cứng họng. Lúc đó vây công Tô Tín không chỉ có Thác Bạc Dư mà còn có Chung Ly Vị và Mộ Dung Tông Chính nữa. Bách Lý Trường Không thở dài, Thác Bạc Dư đã chết. Thác Bạc Thị cũng đã bị diệt. Chung Ly Vị còn bị ngươi chém chết tại chỗ trong đất phong ấn yêu tộc, lẽ nào như vậy còn chưa đủ? Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi phải biết, lúc ấy người đã thương ngươi nặng nhất là Mộ Dung Tông Chính. Bây giờ Mộ Dung thì cướp được chân long nội đan. Mộ Dung Long Thư sắp tấn thăng chân vũ cảnh lục địa thần tiên. Chờ đến lúc đó, ngươi đến tìm hắn báo thù không phải là chuyện đơn giản. Chương 1499, hùng hổ dọa người, hai, hùng hổ dọa người, hai, không bằng thế này, ngươi và ta liên thủ đối phó Mộ Dung Thị, diệt tộc Mộ Dung Thị. Đến lúc đó, ân oán giữa ngươi và Chung Ly Thị cũng cùng chấm dứt. Như vậy thế nào? Mọi người ở đây đều khen ngợi một tiếng. Lão hồ ly Bách Lý Trường Không này quả nhiên không phải là danh hảo. Nếu chuyện có thể phát triển như vậy thì quả là tốt. Thực lực của Tô Tín quá rõ ràng. Hắn mới tấn thăng dương thần đã giết Thác Bạc Dư chỉ bằng một chiêu. Mặc dù thọ nguyên của Thác Bạc Dư cũng đã cao, nhưng thực lực đó cũng đủ kinh người. Kéo được người như Tô Tín tham gia thì bọn họ sẽ có thêm một phần cơ may thắng lợi. Hơn nữa, còn có thủ hạ của Tô Tín là ám vệ và quân Tây Bắc, có những người này gia nhập thì chí ít, Tây Bắc đạo bọn họ cũng sẽ chết ít hơn. Tuy nhiên, lúc này Tô Tín cười lạnh trong bụng một tiếng. Ý kiến của Bách Lý Trường Không rất hay. Tô Tín ngay lập tức lạnh giọng nói, ân oán với Mộ Dung Thị ta sẽ tự đi giải quyết. Hôm nay ta muốn động Chung Ly Thị, đừng hòng ai ngăn được. Cuồng vọng. Đông đảo người thuộc các bộ tộc Tây Bắc ở đây nhất thời tức giận quát một tiếng. Ngay cả người hiền lành như Bách Lý Trường Không cũng nhìn không được. Tô Tín này cũng có phần hơi hung hăng. Bọn họ hết lời ngon ngọt hắn vẫn không thèm nể mặt. Chẳng lẽ không tranh tài một trận thì không yên hay sao? Lúc mọi người ở đây chuẩn bị bùng nổ, Tô Tín lại đổi lời, thật ra thì ta vô tình là địch với những bộ tộc khác. Tô Tín ta trước giờ đều là người không phạm ta không phạm người. Ai nấy đều phỉ nhổ trong bụng. Lời này của Tô Tín là nói vớ vẩn. Cái gọi là người không phạm ta không phạm người được dùng trong trường hợp mình không có thực lực. Ngày xưa ở Giang Nam Đạo và Bắc Nguyên Đạo, mấy cái tông môn kia có phạm hắn sao? Không phải cũng chính hắn làm cho người khác diệt môn à? Tô Tín cũng chẳng mảy may để ý bọn họ nghĩ gì trong lòng. Hắn tiếp tục nói, người có thù với ta là Chung Ly Thị và Thác Bạc Thị. Bây giờ Thác Bạc Thị đã chết, ta chỉ cần Chung Ly Thị cho ta một chút thỏa đáng là được. Bằng không các ngươi muốn chiến thì ta cũng chiến với các ngươi một trận. Mặc dù các ngươi đông, nhưng đừng quên, Mộ Dung Thị còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Mộ Dung Long Thư tấn thăng chân vũ, quả thực ta không thể báo thù, cơn tức này ta nhịn. Nhưng các ngươi thì sao? Suy nghĩ cẩn thận một chút xem, nếu quả thực gây đến độ không chết không thôi thì xem cuối cùng là ai tổn thất lớn hơn. Lời này vừa dứt, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Mới nãy, mấy lời này là Bách Lý Trường Không nói với Tô Tín. Bây giờ đổi ngược thành Tô Tín nói y hệt với họ, khiến họ có chút cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Quan trọng nhất chính là bọn họ cũng không biết câu nói này của Tô Tín là thật hay là giả. Rốt cuộc hắn đang gạt bọn họ hay là thật sự có can đảm khai chiến với những bộ tộc Tây Bắc bọn họ đây? Nếu như Tô Tín đang gạt bọn họ thì còn dễ nói. Chẳng may Tô Tín nói thật thế thì bọn họ sẽ phải mặc cho bên phía Mộ Dung Thị kia tấn thăng chân vũ, đến khi đó có thể hết thảy đã muộn. Bách Lý Trường Không nhìn về phía bên Chung Ly Thị. Bỗng nhiên ho khan một cái, nói, Chung Ly huynh, nếu đây là ân oán cá nhân thì chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Nếu Tô đại nhân muốn được thỏa đáng thì các ngươi cho hắn thỏa lòng đi. Cuối cùng tất cả đều vui. Ngươi thấy chuyện này thế nào? Những người khác cũng vội vàng hồ theo, cho là Bách Lý Trường Không nói có lý. Bọn họ không muốn sống chết cùng Tô Tín bởi như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đối phó với Mộ Dung Thị của bọn họ. Hơn nữa bây giờ Tô Tín coi như cũng chịu lùi bước. Từ thái độ quyết diệt tuyệt Chung Ly Thị lúc đầu đến bây giờ muốn một câu trả lời, đây cũng coi như là cho mọi người một cái thang để mọi người cùng nhau bước xuống. Tuy nhiên, người của Chung Ly Thị rất không cam lòng. Chung Ly Viêm và Chung Ly Hành căm tức nhìn mọi người. Song, bọn họ cho dù có tức cũng không cách nào phát tác. Đám người ở đây rõ ràng không muốn động thủ với Tô Tín, cho nên mặc Chung Ly Thị tự gây chuyện tự giải quyết. Bọn họ cùng lắm chỉ có thể nói Tô Tín đừng làm quá đáng. Trước mắt Tô Tín chỉ cần thỏa đáng, cho hắn như ý thì có làm sao? Dĩ nhiên, chuyện này quả thực có chút bực bội. Đại trưởng lão Chung Ly thì bọn họ chết trong tay Tô Tín. Kết quả, Tô Tín kéo đến cửa uy hiếp mà bọn họ còn phải cho Tô Tín được thỏa đáng. Trong lòng người Chung Ly thì không phục. Có điều, dù có không phục đến đâu đi nữa thì đại thế trước mắt bọn họ có thể làm gì được. Thế nên Chung Ly Hành đành phải kéo Chung Ly Viêm đã giận dữ, lạnh lùng nói, Tô Tín, phi, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Các loại tài nguyên tu luyện dị bảo trong Chung Ly Thị ta cũng không ít. Cho ngươi một phần, dẫn người của ngươi rời đi. Là một trong những bộ tộc lớn nhất Tây Bắc, một phần tài nguyên tu luyện của Chung Ly Thị đã là không ít. Có điều, Tô Tín lại cười lạnh, nói, Chung Ly Hành, ngươi thật sự đánh đồng Tô Tín ta là ăn mày đấy à? Mạng Tô Tín ta không đáng tiền thế à?